Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi chính là một tử nhân lành. Một tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là một tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. Vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là một tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này, tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, ngày lễ hôm nay được gọi là ngày lễ Chúa Chanh Chiên Lành. Bởi vì Chúa Giêsu là người Do Thái. Nếu mà mình nói vui, nếu mà Chúa Giêsu là người Việt Nam á, thì chắc là Chúa Giêsu sẽ nói rằng: Ta là đấng chanh trâu lành, hay là ta là đấng chanh bò lành. Chúng ta biết nghề chanh chiên là một trong những nghề truyền thống của người Do Thái, và được gọi là nghề du mục, tức là rày đây mai đó, mấy ngày thì ở đây, rồi sau đó người mục tử lại dẫn đoàn chiên của mình đến một cái nơi khác. Ngay từ đầu trong sách Sáng Thế đã diễn tả Aben là con của A-dông và Eva làm nghề chanh chiên. Rồi các tổ phụ của người Do Thái như là Abraham, Isaac và Jacob, cũng như Môsê và David là những người chăn chiên. Và từ đó Thánh Kinh dùng hình ảnh và tương quan giữa người mục tử và đoàn chiên để diễn tả, và có Thánh Vịnh 22 để diễn tả cái mối tương quan giữa Thiên Chúa và dân của người. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Và hôm nay chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu Ngài mặc khải cho chúng ta: Ngài là đấng chanh chiên lành, Ngài là mục tử nhân lành, và Ngài hy sinh mạng sống cho đoàn chiên của Ngài. Mục tử nhân lành là mục tử hy sinh vì yêu thương cho đoàn chiên, còn những người làm thuê chỉ là làm thuê thôi, chứ không có một cái mối tương quan với đoàn chiên, cho nên không có cái trách nhiệm với đoàn chiên. Còn người mục tử là người có cái trách nhiệm, có cái yêu thương, chăm sóc, hy sinh cho đoàn chiên của mình. Ngay lập tức khi Chúa Giêsu Ngài cho chúng ta biết Ngài là mục tử nhân lành, hy sinh cho đoàn chiên, thì chúng ta hiểu là Chúa Giêsu Ngài nói về mầu nhiệm. Chúa Giêsu Ngài chịu chết và sống lại. Chúa đã chịu chết vì yêu thương. Không có tình yêu nào cao cả cho bằng tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúa Giêsu Ngài hy sinh, Ngài chịu chết để rồi Ngài sống lại, và Ngài ban cho chúng ta sự sống là đoàn chiên của Chúa. Người ta nói là mình chỉ cho những cái mình có,
không thể cho cái mình không có. Mình muốn cho ai một cái món quà hay là cho ai một chút tiền thì trước tiên mình phải có tiền mình mới cho được chứ. Tức là chúng ta chỉ có cho những gì mình có thể, tức là mình có. Chúa Giêsu Ngài là đấng có sự sống, Ngài là đấng sống lại, và Ngài hứa ban cho chúng ta cái sự sống. Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Và đó là cái sức mạnh, cái nội lực cho các thánh tông đồ khi các ngài ra đi rao giảng tin mừng, tin vào Đức Giêsu Kitô Ngài đã chịu chết và sống lại. Nơi bài đọc một trích từ sách Công vụ tông đồ cho chúng ta chứng kiến Thánh Phêrô đã dùng sức mạnh của lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô để chữa lành cho một người què đi được. Và rồi chính vì việc này mà Thánh Phêrô bị bắt bớ và tra hỏi, và cũng nhờ cái lòng tin vào Chúa Giêsu mà một lần nữa Thánh Phêrô đã mạnh dạn làm chứng về mầu nhiệm Chúa Giêsu Ngài chịu chết và sống lại. Ngài là cái hòn đá bị thợ xây loại bỏ lại trở nên tảng đá góc tường. Và dưới gầm trời này không có một danh nào khác được ban cho nhân loại để nhờ vào danh đó mà chúng ta được ơn cứu độ. Còn nơi bài đọc 2 thì Thánh Gioan Tông Đồ đã cho chúng ta xác tín về ơn làm con của Thiên Chúa. Đó chính là tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Và nhờ làm con của Thiên Chúa mà chúng ta được trở nên giống Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô là con của Thiên Chúa xuống thế làm người để cho con người chúng ta được làm con của Thiên Chúa. Kính thưa anh chị em, phục vụ lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy được cái vị trí, vị thế của chúng ta trong mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa Ngài luôn yêu thương và Ngài ban cho chúng ta con một của Ngài là vị mục tử nhân lành của chúng ta. Ngài đã chịu chết và sống lại vì tất cả chúng ta để cứu độ chúng ta. Và hôm nay Chúa Giêsu Ngài vẫn tiếp tục yêu thương, Ngài tiếp tục hy sinh, Ngài tiếp tục trao ban sự sống của Ngài cho chúng ta. Chúng ta thấy chính giữa nhà thờ là một hình cây thập giá. Chúa Giêsu Ngài chịu đóng đinh. Chúa Giêsu Ngài chịu đóng đinh, Ngài chịu chết vì tất cả chúng ta. Hôm nay Ngài vẫn hiện diện, Ngài vẫn yêu thương, Ngài vẫn hy sinh, trao ban cho chúng ta sự sống của Ngài qua lời của Chúa, qua các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể. Ngài tiếp tục yêu thương và tha thứ cho chúng ta nơi tòa giải tội. Chúng ta đến, chúng ta được Chúa tha thứ và chữa lành cho chúng ta. Hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu làm linh mục và tu sĩ. Chúng ta tiếp tục trong giáo hội Chúa ban cho chúng ta các vị mục tử mà chúng ta có thể thấy bằng xương bằng thịt. Đó là như là Đức Giáo Hoàng, các Đức Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, các vị tu sĩ đại diện thay mặt Chúa để giúp cho chúng ta trong đời sống đức tin. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho các ngài mỗi ngày trở nên giống Chúa Giêsu, Ngài là mục tử nhân lành. Và một cái góc độ rộng hơn thì quý ông bà anh chị em là cha mẹ, mục tử có nghĩa là người chăm dắt, mục tử có nghĩa là người chăm sóc. Thì quý ông bà anh chị em là ông bà, là cha mẹ, chúng ta cũng có vai trò mục tử khi chúng ta chăm sóc cho gia đình chúng ta. Chồng chăm sóc cho vợ, chăm sóc cho con cái, vợ chăm sóc cho chồng, chăm sóc cho con cái. Chúng ta là những mục tử chăm sóc con cái, chăm sóc gia đình của mình. Thầy cô là những mục tử chăm sóc cho các học trò của mình. Các bác sĩ là những mục tử chăm sóc cho các bệnh nhân của mình. Rồi tất cả những ai cần đến sự chăm sóc của chúng ta, cần đến sự giúp đỡ của chúng ta, thì chúng ta lại trở thành mục tử. Người ta vẫn nói là lá lành đùm lá rách. Lá rách thì đùm lá nát, lá nát thì đùm lá nát hơn. Tức là người lớn giúp cho người nhỏ, người nhỏ giúp cho người nhỏ hơn. Tức là trong một cái góc độ, chúng ta được mời gọi trở thành mục tử khi chúng ta được mời gọi biết yêu thương, biết quan tâm, biết chăm sóc cho người khác. Chúng ta cầu nguyện cho các bạn trẻ biết lắng nghe,
và biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi, dấn thân trong ơn gọi làm linh mục và tu sĩ để cùng cộng tác với Chúa, cộng tác với giáo hội để đem nhiều con chiên khác còn chưa thuộc về đoàn chiên của Chúa. Xin cho các bạn luôn biết yêu mến Chúa. Xin cho các vị mục tử luôn biết yêu mến Chúa. Chúng ta nhớ cái câu chuyện Thánh Phêrô được Chúa Giêsu trao phó cho cái đoàn chiên. Và trước khi trao phó đoàn chiên thì Chúa Giêsu hỏi Thánh Phêrô 3 lần mà chỉ có một câu hỏi duy nhất thôi, đó là Thánh Phêrô có yêu mến Chúa không? Và sau những lần trả lời là con yêu mến Thầy, Thầy biết là con yêu mến Thầy, thì Chúa Giêsu ngày mới trao cái đoàn chiên của Chúa cho Thánh Phêrô chăm sóc. Thì xin cho các vị mục tử trong giáo hội, cho từng người chúng ta luôn biết yêu mến Chúa, luôn biết cầu nguyện với Chúa, luôn biết gắn bó với Chúa, để mỗi ngày chúng ta được đón nhận cái tình thương của vị mục tử Giêsu, và cho mỗi người chúng ta cũng được trở thành một vị mục tử biết yêu thương, biết hy sinh cho người khác. Cũng như xin cho chúng ta biết sống hiệp nhất yêu thương ở trong gia đình của mình, trong đoàn chiên của Chúa. Mà ngày hôm nay chúng ta thấy có những cái trào lưu, như chúng ta thấy ở trên Bảo Lộc có một cái chị nào đó nói rằng là Chúa Cha nhập vào chị, lời của chị là lời của Chúa Cha, rồi mẹ của Chúa Cha, rồi mẹ mà Chúa Thánh Thần, mẹ Đức Chúa Trời gì đó không biết. Rồi các đức giám mục là những vị thay mặt Chúa lên tiếng, thì bởi vì chị nói là chị được Chúa Cha nhập mà, cho nên đức giám mục cũng đứng qua một bên luôn, coi như chị là số một, lời của chị là bây giờ là lời của Chúa Cha. Cho nên chúng ta thấy cái niềm tin của chúng ta ngày hôm nay được gọi là niềm tin tông truyền, tức là niềm tin giáo hội là mẹ. Chúng ta thấy các thánh tông đồ là những người được Chúa Giêsu tuyển chọn, và các ngài lại tiếp tục cái sứ mạng ra đi rao giảng tin mừng. Rồi tông truyền có nghĩa là niềm tin của chúng ta hôm nay từ nơi giáo hội, từ nơi mẹ giáo hội chúng ta, và chúng ta sống trong tình hiệp nhất yêu thương. Và chính Chúa Giêsu ngài cũng nói cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em hãy yêu thương nhau. Xin cho chúng ta luôn biết sống hiệp nhất ở trong yêu thương, ngay trong gia đình của mình, rồi trong cộng đoàn của chúng ta, trong giáo hội, để qua đời sống hiệp nhất và yêu thương, chúng ta làm chứng về tình thương và sự thiện diện của Thiên Chúa cho mọi người. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời.